Người chúng ta đều có một bộ óc, mà bộ óc rất là tuyệt vời. Chúng ta biết sử dụng được là do chúng ta nhờ pháp như lý tác ý của đạo Phật. Cho nên pháp như lý tác ý là ý chúng ta muốn, nó sẽ làm những gì chúng ta muốn biết. Cho nên dục như ý túc, dục như ý mình muốn. Khi mà có tứ thần túc thì trong tứ thần túc có dục như ý túc. Mà ý chúng ta muốn tức là tác ý, cái ý chúng ta khởi muốn biết tức là tác ý, là điều khiển ngay cái chỗ, cái bộ óc của chúng ta để nó hoạt động, để nó hiểu biết một điều mà chúng ta chưa hiểu biết, nó cần hiểu biết. Đó là phải sự tu tập. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái câu như lý tác ý là pháp duy nhất để chúng ta làm chủ được tâm tâm và điều khiển được đầu óc của chúng ta hoàn toàn muốn hiểu biết điều gì. Pháp như lý tác ý rất tuyệt vời. Đức Phật dạy trong kinh Vô Lậu: có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh bị diệt. Tại sao lậu hoặc là cái gì? Lậu hoặc là những sự đau khổ, là những sự động không thanh tịnh. Ngồi đây mà tâm nghĩ ngợi tức là bị động. Ngồi đây mà tâm giận hờn phiền não, ngồi đây mà thân đau nhất, tất cả những điều này đó là lậu hoặc. Cái danh từ trong kinh sách Phật gọi là lậu hoặc. Nhưng Đức Phật bảo có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Cho nên do cái chỗ hiểu biết như vậy, vì vậy mà thân chúng ta có bệnh đau, chúng ta đừng sợ hãi, mà chúng ta có phương pháp để diệt trừ bệnh đau. Đó là pháp như lý tác ý. Cho nên trong định niệm hơi thở, Đức Phật dạy khi thân chúng ta bị bệnh đau thì chúng ta hãy tác ý cái đề mục, cái đề mục để cho thân chúng ta không bị bệnh đau. An tịnh thân hành. An tịnh là thân của mình phải an ổn mà. Mà bây giờ nó không an ổn tức là nó đau nhất chứ gì. Cho nên chúng ta tác ý bảo nó an ổn. Vì vậy mà chúng ta bảo an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Một người đã tu tập, đã nhiếp tâm được trong hơi thở, đã tác ý có hiệu quả, có lực, thì chúng ta tác ý là thân chúng ta hết. Còn hiện giờ chúng ta chưa dùng, tu tập chưa quen, chưa nhùng nhẽn, cho nên khi đó chúng ta tác ý không hết. Vì vậy mà chúng ta hãy nương vào hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, năm hơi thở rồi lại tác ý một lần, rồi lại nương vào hơi thở một lần nữa, và cứ năm hơi thở tác ý như vậy. Đến khi mà tâm chúng ta bám được trong hơi thở thì nó không còn thấy thân nó đau. Bởi vì mình chưa bám được, mặc dù mình tác ý mình thở mà mình vẫn còn thấy đau. Các con hiểu? Cho nên do đó là cái sự tu tập chúng ta chưa nhiếp phục tâm mình được trong hơi thở. Còn nhiếp phục được tâm mình trong hơi thở xong thì chúng ta chỉ cần tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi thì mình đã tu tập nhiều nhuyễn thì câu tác ý đó thì mình sẽ ở ngay tại, không cần phải nương hơi thở, mà chỉ cần ở trạng thái tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Bởi vì tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự là chỗ không bệnh đau, chỗ không đau khổ, chỗ không phiền não. Khi tập trung trong hơi thở lần thứ nhất, năm hơi thở chúng ta thấy còn đau, cho nên chúng ta tác ý câu thứ hai. Rồi cuối cùng chúng ta cũng ở trong hơi thở cho đến khi câu thứ ba, thứ tư, thứ năm tới thứ mười thì chúng ta đã an trú được trong hơi thở thì thân chúng ta không còn thấy đau nhất nữa. Đó gọi là dụng pháp để đẩy lui bệnh ra khỏi thân. Mục đích của đạo Phật là dạy chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết. Sanh là tâm chúng ta hàng ngày sống trong cuộc sống, ai chữ ai mắng ai làm gì chúng ta cũng không giận hờn phiền già. Bởi vì Đức Phật nói thân chúng ta là thân vô thường, các pháp là vô thường, cho nên phải có sự thay đổi. Nhưng người tu theo đạo Phật đã làm chủ được cái già, có già nhưng rất khỏe mạnh. Phước của các cụ, nếu thiếu phước thì các cụ không thể nào mà còn nhớ được, mà còn đi đứng vững vàng, có thể nói rằng rất là lụng khủng. Đây là cái phước, mà cái phước đó phải do từ năm cái giới đức hạnh của Phật mà tạo ra cho các cụ có cái phước đó. Cho nên sống năm giới nó cũng lợi ích rất lớn, tạo cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh. Bởi vì chúng ta không ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh thì làm sao chúng ta buông đau khổ vào trong thân. Mà một người mà cứ bệnh đau thì già phải suy yếu. Còn một người mà ít bệnh đau, già nó khỏe hơn là cái người bệnh đau. Đó là
nó một cụ thể, một thực tế, một khoa học, chứ không phải đây là mình bịa ra để bào chữa cho pháp của Phật. Cho nên khi mà chúng ta tu theo pháp Phật thì chúng ta biết nó làm chủ sanh già bệnh. Bệnh là đẩy lui, như hồi nãy thầy nói, cái pháp đẩy lui được bệnh của chúng ta. Rồi chết, chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là những điều kiện mà Đức Phật đã dạy chúng ta để làm chủ. Bởi vì con người khổ quá, khổ lúc đời sống chúng ta hàng ngày chuyện gì cũng dễ giận hờn, phiền não, lo lắng, sợ hãi, đủ loại. Đó là khổ cuộc đời sống của chúng ta. Rồi già lụm cụm, yếu đuối, đi đứng không vững, cái trước nhớ trước quên sau, tất cả những điều này làm chúng ta không còn bình thường nữa. Đó là khổ. Trái lại đạo Phật, thọ là vô thường, bệnh đau mặt mày ta không sợ. Mày là pháp vô thường, hôm qua không đau, bữa nay đau là mặt mày, lát nữa mày sẽ hết. Mà cái tinh thần vững vàng, không sợ nó là nó hết nhé. Còn chúng ta rên la, chúng ta sợ, rồi chúng ta sợ chết nữa. Do đó bệnh càng tăng lên, bệnh càng tăng lên. Cho nên cái tinh thần rất là mạnh, tinh thần rất là mạnh. Nhớ lời thầy nói, cái ý chí, cái tinh thần chúng ta dũng mãnh là trước những nghiệp lực chúng ta sẽ chuyển ra, chuyển hết để mà chúng ta được bình an. Các Phật tử nên nhớ kỹ để chúng ta giữ vững tinh thần dũng mãnh, đừng sợ hãi trước các pháp vô thường, trong đó có thân tâm của chúng ta. Rồi chúng ta tập học những cái cách thức để mà chúng ta làm chủ được sự sống chết. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Phương pháp của Phật rất đơn giản đấy con. Bảo thí dụ như bây giờ muốn chết, bảo tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền. Thân tâm chúng ta sẽ vào nhập tứ thiền liền tức khắc, hơi thở ngưng hoàn toàn. Mà cơ thể còn ấm, chưa mất cái sức ấm, cho nên chưa cảm. Khi mà chúng ta rời cảm ấm, và lúc bây giờ chúng ta rời khỏi tứ thiền, chúng bằng cái lệnh như ý, tác ý, như lý, tác ý, trường ra. Cái lời nói chúng ta nó sẽ ra, cái hành động ý muốn của chúng ta là cái từ trường, nó sẽ vào cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự, thì thân chúng ta sẽ lạnh ngắt, không còn ấm nữa, từ đó chúng ta chết. Như vậy, cái phương pháp chúng ta bằng cái pháp như lý tác ý, để khi vào thì bảo tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền, đó là cái giai đoạn đầu chúng ta để tịnh. Khi mà ra khỏi trạng thái tứ thiền, thì chúng ta lại vào trạng thái bất động tâm, thanh thản, an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ vào trạng thái tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự, thì lúc bây giờ trạng thái của tứ thiền bị mất, ở trong chúng ta lạnh, không còn có chút hơi ấm nào cả. Đó là chúng ta đã tịnh, chúng ta đã chết. Và đồng thời người ta đem chôn, đem thiêu gì cũng được. Còn riêng mình thì cái trạng thái của chúng ta đều là ở trong cái bất động tâm thanh thản an lạc vô sự. Coi như chúng ta vào Niết Bàn. Cái Niết Bàn không phải là cảnh giới Niết Bàn, là một cái trạng thái, một cái tư trường mà vũ trụ đang có và bản thân chúng ta cũng có. Ngồi đây, quý vị lắng nghe tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Nhìn vũ trụ bên ngoài, cây lặng lẽ, ánh nắng chan hòa, không có một cái gì đậm, đó là bất động. Vì vậy mà nhìn thấy tất cả vạn vật đều đang thanh thản an lạc vô sự, nó không có bị rung động một chút nào hết.